người đàn ông đuối nước thương tâm khi đi câu cá. Dẫn con trai 5 tuổi đi câu cá ngày đầu năm, khi cần câu bị cá giật rơi xuống nước. Người cha nhảy xuống để lấy cần thì không may bị rong rêu quấn khiến người này đuối nước thương tâm. Ngày 2 tháng 1, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết sau nhiều giờ tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của anh DHP, sinh năm 1986, ngụ thành phố Đồng Xoài, Bình Phước, bị đuối nước tại đập Bà Mụ. Trước đó, vào chiều 1 tháng 1, anh V dẫn con trai 5 tuổi đi câu cá tại đập Bà Mụ thuộc ấp Diên Diên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Trong quá trình câu cá, một cần câu bị cá cắn câu kéo rơi xuống nước, trôi ra xa bờ. Lúc này, anh V nhảy xuống nước, bơi ra để lấy cần nhưng không may bị rong rêu bên dưới quấn quanh người khiến anh này mắc kẹt và đuối sức rồi dần dần chìm xuống mặt nước. Sau khi không thấy người cha lên bờ, con trai 5 tuổi hoảng sợ đi bộ ngược ra đường để tìm đường về. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, một số người dân phát hiện thấy cháu bé đi một mình nên tiến đến gặng hỏi rõ thì phát hiện sự việc. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đồng Phú cùng các đơn vị cứu hộ cứu nạn đã triển khai lực lượng đến hiện trường tiến hành tìm kiếm anh V. Sau nhiều giờ tìm kiếm đến 6 giờ 35 phút sáng mùng 2 tháng 1, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh V và đưa vào bờ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.